Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Tử hình thanh niên 19 tuổi tước đoạt tính mạng và hiếp bé gái 13 tuổi. Phát hiện một thanh tra viên chính thuộc thanh tra chính phủ đi nước ngoài 27 lần không xin phép. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc làm việc với đại diện bà Phương Hằng về các phát ngôn trên livestream. Khởi tố đối tượng dùng đinh ba gây thương tích cho phó công an huyện. Đề nghị truy tố vợ chồng giám đốc từng tố Đường Nhuệ chiếm đóng công ty. Trộm cắp tài sản hơn nửa tỷ đồng, hai đạo trích lãnh án. Bắt giữ đưa đi cách ly hai người nhập cảnh trái phép từ Campuchia ở Tây Ninh. Công an Nghệ An bắt 5 đối tượng chuyên trộm chó, nhà nào mất chó đến nhận về. Phát hiện giám đốc công ty cà phê để ngoài sổ sách kế toán gần 2 tỷ đồng. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón xem. Tin nóng, tử hình thanh niên 19 tuổi tước đoạt tính mạng và hiếp bé gái 13 tuổi. Ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm Phạm Kim Phê, sinh năm 2002, trú tại huyện Tuy An, Phú Yên, về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 điều 123 và khoản 1 điều 142 Bộ Luật Hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo Phê bình tĩnh khai rõ từng chi tiết về hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Phạm Kim Phê mức án tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tổng hợp các hình phạt, bị cáo Phê lãnh án tử hình. Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2020, Phê cùng nhóm bạn ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An và cháu DTKH 13 tuổi ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An rủ nhau đi chơi ở gành đá dĩa. Tại đây, Phê nhặt sợi dây dù màu xanh bỏ vào túi áo khoác đang mặc. Sau đó một người trong nhóm đi về trước. Những người còn lại đến một tiệm internet trong xã An Ninh Tây để chơi. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Phê chở Hát về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với Hát nên đã chở nạn nhân vào khu vực rừng Phi Lao gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, An Ninh Đông. Khi Hát đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm từ phía sau có hành vi sàm sỡ Hát. Lo sợ, Hát đã bấm điện thoại gọi cho chị ruột là DTTQ ở thị xã Sông Cầu, nhưng mẹ chồng chị Quy bắt máy. Nghe giọng nói, chị ơi cứu em. Nghe thấy Hát cầu cứu người thân, Phê giật lấy điện thoại và ném xuống sông. Lúc này Hát bỏ chạy thì bị Phê đuổi theo, dùng tay chụp tóc, đánh vào sau cổ làm Hát ngã xuống cát. Sau đó Phê dùng tay sát hại nạn nhân. Thấy Hát nằm im không còn phản ứng, Phê đã thực hiện hành vi quan hệ với Hát. Sau khi thực hiện hành vi man rợ của mình, Phê đã dùng tay đào hố, phi tang nạn nhân ở khu vực rừng Phi Lao gần đó. Khi thấy con gái không về, gia đình của Hát đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. 4 ngày sau, ngày 21 tháng 7 năm 2020, người dân phát hiện thi thể Hát ở khu vực nói trên. Sau khi vụ án xảy ra, vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, Phê được đưa đi giám định tâm thần. Theo kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên, trước ngày 17 tháng 6 năm 2020 và tại thời điểm giám định, Phê hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 17 tháng 6 năm 2020, Phê đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Phát hiện một thanh tra viên chính thuộc thanh tra chính phủ đi nước ngoài 27 lần không xin phép. Ngày 31 tháng 5, theo nguồn tin của phóng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận một số sai phạm đối với bà Lê Hồng Sâm, thanh tra viên chính vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế ngành vụ 1 về việc đi nước ngoài nhiều lần không xin phép, không báo cáo cơ quan. Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ xác định, từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2018, bà Sâm đã đi nước ngoài 27 lần nhưng không xin phép, không báo cáo lãnh đạo, cấp ủy và không có quyết định của cơ quan đồng ý cho đi nước ngoài. Tổng số thời gian mà bà Sâm đi nước ngoài không xin phép là 69 ngày, trong đó có 45 ngày làm việc và 24 ngày nghỉ. Theo thống kê, bà Sâm đi các nước Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, chuyến dài nhất là 9 ngày. Đáng chú ý là có chuyến bà Sâm đi nước ngoài không xin phép trong thời gian bà đang là thành viên đoàn thanh tra.
Cụ thể, ngày 12 tháng 6 năm 2016, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản cổ phần hóa, thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng hàng không Việt Nam. Ông Lê Sĩ Bảy, vụ trưởng vụ 1 làm trưởng đoàn, bà Sâm là một trong 9 thành viên. Cuộc thanh tra diễn ra trong 70 ngày, tuy nhiên trong thời gian này bà Sâm vẫn có chuyến đi nước ngoài không xin phép. Việc đi nước ngoài không xin phép của bà Sâm theo Thanh tra Chính phủ là đã vi phạm quy định số 228 của Ban Bí thư Đảng khóa 11 về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, cùng một số quy định khác. Kết luận nêu, vi phạm của bà Sâm làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ, vai trò tiên phong gương mẫu. Bà Sâm đã nhận thức được khuyết điểm của mình, đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của Thanh tra Chính phủ cho rằng bà Sâm có nhiều thành tích trong công tác, chủ động báo cáo vi phạm với cơ quan nên quyết định thi hành kỷ luật mức khiển trách. Thanh tra Chính phủ yêu cầu người vi phạm tuyệt đối không để xảy ra vụ việc tương tự làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan. Trường hợp tái phạm sẽ kỷ luật nghiêm. Ngày 14 tháng 5, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đã ký quyết định kỷ luật đối với bà Lê Hồng Sâm bằng hình thức khiển trách. Thời điểm xảy ra sai phạm trên, bà Sâm là thanh tra viên chính thuộc vụ 1 do ông Lê Sĩ Bảy làm vụ trưởng. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu vụ 1 kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân trong việc để tình trạng đảng viên của đơn vị đi nước ngoài nhiều lần, không báo cáo, không xin phép. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc làm việc với đại diện bà Phương Hằng về các phát ngôn trên livestream. Tối ngày 31 tháng 5, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thọ đã có buổi làm việc với đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Đại Nam. Người này được bà Phương Hằng ủy quyền. Bà Phương Hằng không có mặt trong buổi làm việc là do Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội. Trong buổi làm việc, phía Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong các buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn không chuẩn mực, gây ảnh hưởng trật tự xã hội, ảnh hưởng đến người khác. Sau buổi làm việc, đại diện bà Hằng cam kết sẽ rút kinh nghiệm, không phát ngôn thiếu cẩn trọng gây ảnh hưởng đến người khác. Cũng theo ông Nguyễn Đức Thọ, việc livestream là bình thường, ngành chức năng sẽ không can thiệp nếu cá nhân livestream không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đến người khác. Đây không phải là lần đầu tiên mà Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với đại diện bà Phương Hằng về những phát ngôn trên mạng xã hội. Trước đó, Bộ cũng đã có chỉ đạo riêng với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý vụ việc liên quan đến những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng gây ảnh hưởng đến một số cá nhân nghệ sĩ khác trên livestream. Ngoài ra, vào ngày 16 tháng 4, bà Phương Hằng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong vụ việc có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Khởi tố đối tượng dùng đinh ba gây thương tích cho phó công an huyện. Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Việt về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào ngày 21 tháng 5, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã khống chế và bắt giữ đối tượng Phạm Anh Việt, sinh năm 1980, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, có hành vi chống người thi hành công vụ. Việt từng có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Sau khi mãn hạn tù năm 2003, đối tượng này thường có những hành vi côn đồ, hung hãn đối với người dân địa phương. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2021, từ những mâu thuẫn nhỏ, Việt đã dùng hung khí như thủng sắt gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Tiếp, ông Nguyễn Văn Năm và ông Đoàn Văn Phú đều ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ. Đặc biệt trong những ngày chuẩn bị diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đối tượng còn có hành vi đe dọa khi người dân địa phương tập trung đi bầu cử, khiến cho người dân và chính quyền địa phương lo lắng, bức xúc. Sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân, sáng ngày 21 tháng 5, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử cán bộ đến nhà, triệu tập đối tượng Phạm Văn Việt lên cơ quan công an làm việc. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi lực lượng công an huyện đến nhà, Việt đã sử dụng dao, đinh ba, tuyếp sắt, phóng lợn, quyết liệt chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây thương tích cho Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ. Mặc dù đã được động viên thuyết phục, tuy nhiên đối tượng vẫn cố thủ trong nhà, dùng dao, đinh ba, phóng lợn, gạch đá tấn công mỗi khi lực lượng chức năng tiếp cận. Nguy hiểm hơn, đối tượng còn đốt chăn và chiếu trong nhà, gây cháy lớn để cản trở lực lượng chức năng. Thượng tá Lê Minh Hoàn, trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, trước tình thế khẩn cấp, Công an huyện đã chỉ đạo tăng cường lực lượng mạnh để trấn áp, cắt khóa cửa và dập tắt đám cháy, khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ hung khí nguy hiểm trong nhà của đối tượng để phục vụ điều tra.
Quá trình bắt giữ đã đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt, đảm bảo cho đối tượng cũng như người dân xung quanh. Tại cơ quan công an, Việt đã thừa nhận về những hành vi vi phạm của mình. Hiện công an huyện Tứ Kỳ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật. Đề nghị truy tố vợ chồng giám đốc từng tố Đường Nhuệ chiếm đóng công ty. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, đề nghị truy tố hai bị can gồm Nguyễn Văn Lẫm sinh năm 1962 tại thành phố Thái Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết và vợ là Phạm Thị Quyết sinh năm 1967 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo bản kết luận điều tra vừa ban hành, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố bắt tạm giam, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết đã vay của 12 cá nhân và của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình số tiền hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, hai khoản vay 400 triệu và 500 triệu của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết trú tại thành phố Thái Bình. Vợ chồng ông Lẫm và Quyết thế chấp chiếc ô tô Camry mang biển kiểm soát 17K9966 cho vợ chồng ông Tới để vay những khoản tiền trên. Cặp vợ chồng này cam kết là không thế chấp, không bán cho và tặng chiếc ô tô cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc vợ chồng giám đốc công ty Lâm Quyết tự ý bán chiếc xe ô tô Camry đã thế chấp cho ông Phạm Công Tự, trú ở thành phố Thái Bình, để trừ số nợ vay của ông Tự là 800 triệu đồng. Cặp vợ chồng này thực hiện hành vi khi chưa trả hết số tiền vay và cũng không hỏi ý kiến của ông Tới về việc bán xe cho ông Tự. Khi ông Tới đến nhà đòi tiền, vợ chồng Lẫm Quyết nhiều lần khất nợ để từ bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ. Cặp vợ chồng này còn tạo dựng việc đã trả tiền cho ông Tới thông qua hình thức viết giấy biên nhận. Hành vi này của Lẫm và Quyết nhằm chiếm đoạt số tiền 900 triệu của vợ chồng ông Tới. Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Lẫm Quyết là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết. Do đó, cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trách nhiệm hình sự đối với hai bị can, giống như bản kết luận điều tra ban hành lần đầu. Trước đó, vào tháng 6 năm 2019, ông Lẫm và bà Quyết bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 14 và 13 năm tù vì tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, cả ông Lẫm và bà Quyết cùng gia đình đều làm đơn kêu oan. Đáng chú ý, vợ chồng ông Lẫm và bà Quyết từng nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, cho đàn em đến công ty của gia đình để đe dọa, chiếm giữ, lấy đi tài sản và giấy tờ của doanh nghiệp. Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết từ tạm giam thành bảo lãnh tại ngoại trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, đồng thời kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Bình trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án. Hai bị can Lẫm và Quyết cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm bị tạm giam. Tiếp đó, ngày 27 tháng 5 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cho hay đã tiến hành làm rõ, giải quyết 7 nội dung yêu cầu kiến nghị của Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong phiên xét xử phúc thẩm. Trước đó, về khoản vay 1,7 tỷ đồng của bị can Lẫm, Quyết có vay của Nguyễn Thị Dương, vợ Đường Nhuệ, có giấy biên nhận vay tiền nhưng không thể hiện lãi suất vay, thời hạn trả nợ. Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập, không đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Thị Dương có hành vi cho vay lãi nặng. Chuyển sang các thông tin khác. Trộm cắp tài sản hơn nửa tỷ đồng, hai đạo trích lãnh án. Ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phạm Văn Thanh, sinh năm 1980, ngụ tại quận Phú Nhuận, 14 năm tù; Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1981, ngụ quận Gò Vấp, 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Cả hai bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo luật định. Hội đồng xét xử nhận định hành vi mà các bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Theo cáo trạng, Phạm Văn Thanh và Nguyễn Hoàng Tuấn quen biết nhau từ năm 2019. Do cả hai không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, nên hai tên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, cả hai chọn quận Bình Thạnh làm địa bàn trộm cắp. Đến đầu hẻm 263 Nguyễn Văn Đậu,
Thanh kêu Tuấn dừng xe, chờ bên ngoài, còn Y thì đi bộ vào trong hẻm. Phát hiện nhà 263/4, kế bên có bãi đất trống, Thanh leo lên men theo tường rào, đột nhập vào nhà bằng cửa sổ, trộm được 4 điện thoại iPhone, ví tiền và nhiều trang sức bằng vàng giữa lúc chủ nhà đang ngủ say. Sau đó Thanh trở ra bằng lối cũ. Số tài sản trộm được, Thanh bán được hơn 50 triệu. Thực tế qua giám định, giá trị số tài sản trên là hơn 114 triệu đồng. Tương tự, từ tháng 2 năm 2019 đến cuối tháng 3 năm 2020, Thanh và Tuấn đã thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra xác định Thanh với vai trò cầm đầu đã bàn với Tuấn đi tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Thanh làm công việc bẻ khóa, đột nhập và trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp. Tuấn với vai trò đồng phạm có nhiệm vụ điều khiển xe mô tô đưa đón đồng phạm, đồng thời nhận giữ công cụ trộm cắp của Thanh. Mỗi lần đi cùng Thanh cho Tuấn từ 500.000 đến 1 triệu đồng tiền công. Thanh đã trực tiếp thực hiện 4 vụ, Thanh cùng Tuấn thực hiện 4 vụ. Tổng giá trị tài sản của cả hai chiếm đoạt được lên đến 549 triệu đồng. Bắt giữ đưa đi cách ly hai người nhập cảnh trái phép từ Campuchia ở Tây Ninh. Ngày 31 tháng 5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hai người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đưa đi cách ly theo quy định. Theo đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, tại khu vực cột mốc 169 thuộc địa phận ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tổ công tác thuộc Chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tâm, 41 tuổi, ngụ tại xã Trung Ý, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, và Đặng Thanh Điền, 36 tuổi, ngụ tại xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, về hành vi nhập cảnh trái phép. Hai người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường mòn lối mở. Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã điều tra xác minh, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đưa hai người này đi cách ly theo quy định. Chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tây Ninh công bố ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 7.300. Đây là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam từ ngày 11 tháng 5 đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa đi cách ly. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 12 và 24 tháng 5. Đến ngày 30 tháng 5, gần hết thời hạn cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 thì cho kết quả dương tính với COVID-19. Công an Nghệ An bắt 5 đối tượng chuyên trộm chó, nhà nào mất chó đến nhận về. Ngày 1 tháng 6, cơ quan công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đã bắt giữ Thái Văn Thành, Nguyễn Duy Đông, Hoàng Đình Thám và Hoàng Đình Hiếu, Thái Duy Thắng cùng trú tại huyện Yên Thành về hành vi trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Thành và vùng phụ cận xảy ra nhiều vụ trộm chó liều lĩnh. Nhóm trộm này trang bị súng bắn điện, bom xăng, đao, kiếm, sẵn sàng chống trả người dân khi bị chi hô và đuổi bắt. Sau thời gian theo dõi, đêm 29 tháng 5, Thám và Đông đi trộm chó, về đến nhà Đại Ca Thành, 51 tuổi, trú tại xóm Văn Trai, xã Long Thành, huyện Yên Thành, thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tang vật thu giữ được là 50 con chó, tổng trọng lượng 480 kg, 3 chiếc xe máy, 3 súng điện tự chế dùng để bắt chó, 3 bình ắc quy 12V và tăng áp 220V, 2 vỏ chai bia dùng để làm bom xăng chống trả nếu bị phát hiện, 5 dao kiếm các loại và 3 can xăng. Mở rộng điều tra, vào chiều 30 tháng 5, công an đã bắt giữ thêm được đối tượng Hiếu và Thắng. Thời gian qua, Thắng làm nghề chủ lò chó. Thắng đã cung cấp xe máy, xăng xe, chai bia đổ xăng vào làm bom xăng, hung khí, dụng cụ cho 4 nghi can trên đi câu trộm chó. Nhóm này thường chia từng tốp 2 người đi một xe máy, hoạt động ăn trộm chó bằng cách bắn súng có dây điện, đấu vào tăng áp và ắc quy để chó bị điện giật xỉu. 4 đối tượng trên thường đi trộm chó vào ban đêm và rạng sáng, sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi. Khi trộm được chó, đưa về cho Thắng bán với giá 50.000 đồng 1 kg. Công an huyện Yên Thành đang chăn nuôi số chó tang vật nêu trên và thông báo người dân nào đang bị mất chó đến nhận và đưa về nhà. Được biết, hiện đã có 10 hộ dân là bị hại đến trình báo việc mất chó. Phát hiện giám đốc công ty cà phê để ngoài sổ sách kế toán gần 2 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Đại, sinh năm 1969, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, giám đốc công ty cà phê Ia Sao 2 thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam về hành vi vi phạm các quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Đại và một số cá nhân trong công ty đã để ngoài sổ sách kế toán gần 2 tỷ đồng từ tiền bán cây muồng đen, vỏ trấu cà phê, vỏ cà phê làm phân bón hữu cơ. Theo nguyên tắc, số tiền phải được hạch toán vào sổ sách. Tuy nhiên, hai đời giám đốc, kế toán và thủ quỹ để ra bên ngoài gây thiệt hại cho Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của những người có liên quan. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời tổng hợp và trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.